sự tạm bợ của thế giới vật chất. Trong lịch sử văn hóa và tôn giáo, đền thờ luôn được xem như một biểu tượng cho sự vĩ đại, hùng tráng và niềm khao khát của con người về cái đẹp vĩnh cửu. Không chỉ là một công trình kiến trúc, đền thờ còn mang trong mình nhiều giá trị tinh thần sâu sắc, nơi con người có thể tìm thấy sự kết nối với Thiên Chúa, với cộng đồng và với chính bản thân mình. Đền thờ thường được xây dựng với những chi tiết tinh xảo, từ kiến trúc cho đến trang trí. Các cột trụ vững chãi, những bức tranh tường sống động và những bậc thang dẫn lên thánh điện tạo nên một không gian trang nghiêm và huyền bí. Ánh sáng chiếu rọi qua những ô cửa kính màu, hòa quyện với hương thơm của nhang trầm, khiến cho bầu không khí trở nên linh thiêng hơn bao giờ hết. Mỗi chi tiết trong đền thờ đều mang một ý nghĩa sâu sắc, phản ánh niềm khao khát của con người về sự hoàn mỹ và bất tử. Khao khát về những thứ bền vững là một phần tự nhiên trong bản chất con người. Giữa cuộc sống đầy biến động và thay đổi, con người tìm kiếm những giá trị không bị phai mờ theo thời gian. Đền thờ, với vẻ đẹp lộng lẫy và sự trường tồn của nó, trở thành biểu tượng cho ước mơ về sự vĩnh cửu. Mỗi lần bước chân vào đền thờ, chúng ta không chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp bên ngoài mà còn cảm nhận được sự vững bền của đức tin, tình yêu và hy vọng. Đền thờ không chỉ là nơi thờ phượng mà còn là nơi con người thể hiện niềm khao khát tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc sống. Trong không gian thánh thiêng ấy, mỗi người đều có thể tìm thấy những khoảnh khắc tĩnh lặng, nơi họ có thể tự hỏi về bản thân, về những điều thực sự quan trọng trong đời sống của mình. Vẻ đẹp của đền thờ trở thành một bức tranh sống động về ước mơ, niềm tin và sự khát khao vươn tới những điều tốt đẹp, bền vững hơn. Vẻ đẹp lộng lẫy của đền thờ không chỉ là một công trình kiến trúc tuyệt mỹ mà còn là biểu tượng cho những khao khát sâu sắc nhất trong lòng con người. Nó nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc tìm kiếm những giá trị bền vững và sống theo những giá trị đó trong cuộc sống hàng ngày. Khi chúng ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đền thờ, cũng là lúc chúng ta khám phá những ước mơ, những khát vọng lớn lao mà mỗi người đều mang trong mình. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường bị cuốn hút bởi những điều lộng lẫy và rực rỡ xung quanh mình. Những công trình kiến trúc vĩ đại, như đền thờ, là biểu tượng của sự hiện diện của Thiên Chúa và cũng là minh chứng cho sự sáng tạo và khả năng của con người. Tuy nhiên, Đức Giê-xu đã cảnh báo rằng tất cả những gì chúng ta thấy, dù đẹp đẽ đến đâu, cuối cùng cũng sẽ tàn phai theo thời gian. Qua những lời cảnh báo này, Ngài đã mở ra một khía cạnh quan trọng trong đức tin và cuộc sống của chúng ta, sự tạm bợ của thế giới vật chất và việc tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu. Đền thờ không chỉ là một công trình vật chất, nó còn là nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa, nơi cầu nguyện, thờ phượng và hy sinh. Với vẻ đẹp lộng lẫy và những kiến trúc hoành tráng, đền thờ là biểu tượng của lòng khao khát tìm kiếm sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống. Tuy nhiên, Đức Giê-xu đã nhấn mạnh rằng dù đền thờ có vĩ đại đến đâu, nó vẫn mang trong mình sự tạm bợ. Ngày nào đó, chính những viên gạch và bức tường ấy cũng sẽ bị phá hủy, giống như tất cả những gì thuộc về thế giới vật chất. Trong thế giới mà chúng ta sống, mọi thứ đều có một thời hạn. Vật chất, dù có đẹp đẽ và quý giá đến đâu, cuối cùng cũng sẽ hư hỏng và biến mất. Sự tạm bợ của thế giới vật chất nhắc nhở chúng ta rằng không nên đặt hy vọng và niềm tin vào những điều có thể bị hủy hoại. Đức Giê-xu muốn chúng ta nhận ra rằng cuộc sống của chúng ta không chỉ dựa vào những thứ hữu hình mà còn có những giá trị vô hình, bền vững hơn rất nhiều. Vậy, nếu chúng ta không thể đặt hy vọng vào những điều vật chất, thì điều gì sẽ thay thế cho những điều ấy? Đáp án nằm trong mối quan hệ với Thiên Chúa. Sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống của chúng ta, tình yêu thương và ân sủng mà Ngài dành cho mỗi người, chính là những giá trị vĩnh cửu mà chúng ta cần tìm kiếm. Khi chúng ta đặt niềm tin vào Thiên Chúa, cuộc sống của chúng ta sẽ được chuyển hóa và mang lại ý nghĩa sâu sắc hơn. Chúng ta sẽ không còn lo lắng về những điều tạm bợ xung quanh mình, mà thay vào đó, chúng ta sẽ sống với hy vọng và niềm vui trong sự hiện diện của Ngài. Trong bối cảnh của những lời cảnh báo từ Đức Giê-xu, chúng ta được nhắc nhở về sự tạm bợ của thế giới vật chất và những điều chúng ta thường coi trọng. Đền thờ, với tất cả vẻ đẹp và lộng lẫy của nó, không chỉ là nơi thờ phượng mà còn là lời nhắc nhở về sự tạm bợ của tất cả những gì chúng ta thấy. Hãy để những lời cảnh báo của Đức Giê-xu dẫn dắt chúng ta tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu trong mối quan hệ với Thiên Chúa và sống một cuộc đời đầy ý nghĩa, với niềm hy vọng vững bền vào tương lai mà Ngài đã hứa. Trong thế giới hiện đại, nơi mà sự chú ý thường được tập trung vào những điều vật chất, bề ngoài và thành công cá nhân, lời nhắc nhở của Đức Giê-xu về sự tạm bợ của những thứ bên ngoài càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Cộng đoàn hãy đầu tư thời gian và tâm huyết vào những điều vĩnh cửu, như tình yêu thương, sự công bình,
và lòng nhân ái, thay vì chỉ chú trọng vào những gì bên ngoài. Tình yêu thương là giá trị cốt lõi và bền vững nhất mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau. Đức Giê-xu đã dạy rằng tình yêu thương chính là dấu chỉ của người môn đệ Ngài. Khi chúng ta dành thời gian cho những người xung quanh, thể hiện lòng nhân ái và sự quan tâm đến họ, chúng ta đang đầu tư vào một giá trị vĩnh cửu. Tình yêu thương không chỉ mang lại hạnh phúc cho bản thân mà còn tạo ra sự kết nối, hòa hợp trong cộng đồng. Đây chính là những gì mà Chúa mời gọi chúng ta thực hiện, không chỉ yêu thương những người gần gũi mà còn mở rộng vòng tay đến với những người gặp khó khăn, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Đầu tư vào sự công bình nghĩa là đứng lên bảo vệ quyền lợi của những người yếu thế và lẽ phải. Trong một thế giới đầy bất công, sự công bình không chỉ là một lý tưởng, mà còn là một hành động cụ thể. Chúng ta cần nhìn nhận và hành động để xây dựng một xã hội công bằng hơn, nơi mọi người đều được đối xử xứng đáng và có cơ hội như nhau. Việc nỗ lực đấu tranh cho sự công bình không chỉ mang lại lợi ích cho cộng đồng mà còn làm cho trái tim chúng ta gần gũi hơn với Thiên Chúa, đấng yêu thương công lý. Lòng nhân ái cũng là một trong những giá trị vĩnh cửu mà chúng ta cần nuôi dưỡng. Khi chúng ta thể hiện lòng nhân ái, chúng ta không chỉ giúp đỡ những người cần sự trợ giúp, mà còn truyền cảm hứng cho người khác thực hiện những hành động tương tự. Điều này có thể tạo ra một chuỗi những hành động tốt đẹp, nâng cao tinh thần cộng đồng và xây dựng một môi trường tích cực cho tất cả mọi người. Chúng ta đang sống trong một thế giới nơi mà những giá trị vật chất dễ dàng chiếm lĩnh tâm trí và thời gian của chúng ta. Tuy nhiên, qua lời nhắc nhở của Đức Giê-xu, cộng đoàn hãy xác định lại những gì thực sự quan trọng trong cuộc sống. Đầu tư vào tình yêu thương, sự công bình và lòng nhân ái không chỉ mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta, mà còn giúp xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Hãy cùng nhau thực hiện những điều này, vì đó là cách mà chúng ta hiện thực hóa triều đại Thiên Chúa ngay trong cuộc sống của mình. Hãy để tình yêu của Chúa hướng dẫn chúng ta trong từng hành động, và qua đó, chúng ta sẽ trở thành những chứng nhân cho những giá trị vĩnh cửu mà Ngài đã đặt để trong lòng nhân loại.